Trở lại với tình hình tại Ukraine. Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng tại Ukraine tiếp tục có thêm những diễn biến mới khi trong ngày hôm qua, Mỹ thông báo là sẽ đóng cửa đại sứ quán của nước này tại thủ đô Kiev của Ukraine để chuyển đến thành phố Lviv gần biên giới với Ba Lan, với lý do là Nga đã gia tăng đáng kể lực lượng tại biên giới với Ukraine. Đáp lại thì Điện Kremlin cho rằng những tuyên bố của Mỹ là trống rỗng và vô căn cứ, đồng thời cũng tái khẳng định Nga không gây ra đe dọa với bất cứ bên nào. Dù vậy, cơ hội ngoại giao là vẫn còn để ngăn chặn khủng hoảng bùng phát thành xung đột. Trong cuộc điện đàm kéo dài 40 phút ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng vẫn còn cánh cửa ngoại giao quan trọng cho cuộc khủng hoảng Ukraine dù tình hình khá mong manh. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby thì nhận định dù Nga vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng ở biên giới với Ukraine nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng về hành động quân sự. Trong khi đó, tại Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc họp kéo dài 40 phút với Ngoại trưởng Sergei Lavrov, trong đó ông Putin nhất trí sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao, còn Ngoại trưởng Lavrov thì khẳng định luôn có cơ hội đạt được thỏa thuận với phương Tây. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, các cuộc trao đổi gần đây với các nước châu Âu và Mỹ cho thấy Nga có thể tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Tổng thống Putin luôn yêu cầu phải tiến hành đàm phán, ngoại giao và ông lúc nào cũng sẵn sàng đối thoại. Cũng theo ông Peskov, chính nhà lãnh đạo Nga đã đưa ra đề xuất đảm bảo an ninh cho châu Âu và Ukraine chỉ là một phần trong bài toán an ninh tổng thể đó. Theo kế hoạch, Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ tới Moscow trong ngày hôm nay sau khi đã hội đàm với Tổng thống Ukraine tại Kiev. Nhà lãnh đạo Đức đang trong chuyến ngoại giao con thoi nhằm tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng ở Ukraine. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thì cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine và khẳng định rằng sẽ không có biện pháp nào khác ngoài các giải pháp ngoại giao.